sẽ sung sướng rồi. Một triệu views trong một ngày. Thành cái đồi cỏ này rất là đẹp. Và lát nữa chúng ta sẽ làm một cảnh là lăn từ trên này xuống. And you know you're the one I dream.
nay hiện tại là chúng ta đang có mặt tại ga Đà Lạt. Thực ra là nó ấy ấy hơn mình nghĩ, muốn nói thêm nhiều nhưng mà mình vẫn thực sự là cũng vẫn rất là hy vọng là đấy, dưới bàn tay của ekip thì sẽ làm cho nó khi lên hình nó sẽ được lung linh hơn và ok la hơn. Có một chút đông nhẹ đấy nhá. Bây giờ là hết ok la rồi. Xuống đây nào. Xuống đi, xuống bắt đi, xuống nào. Đưa anh đỡ xuống. Ngã bây giờ, ngã, đây là ngã, ngã chảy máu luôn. Lùi qua bù quê. Phim ta còn yêu nhau. Mấy em ở đâu ra đây? Từ một phương trời xa trời. Và đang hoàn thành những số quay cuối cùng của MV Ta Còn Yêu Nhau của Đức Phúc, hợp tác cùng Display Media. Và đây là lần đầu tiên nhưng mà cảm thấy khá là hài lòng và mọi người có thể thấy quan cảnh ngày quay cuối cùng, mọi người đang làm việc rất là hăng say. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.